Những năm gần đây, nhiều địa phương tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn. Trong đó, phổ biến nhất là các mô hình trồng rau và nông sản an toàn thực hiện liên kết chuỗi giữa doanh nghiệp và người nông dân. Với nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về thực phẩm sạch, chúng ta đang tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, sinh thái hữu cơ, áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến. Đến với huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, đây là địa phương có nhiều mô hình sản xuất nông sản an toàn. Tại Hợp tác xã Thái Sơn, các sản phẩm rau sạch của Hợp tác xã hiện có thị trường khá đa dạng, cung cấp sản phẩm cho các bếp ăn của các trường học trong thành phố. Theo chia sẻ của bà Đồng Thị Doanh, Giám đốc Hợp tác xã, các mô hình trồng rau của Hợp tác xã đã được đầu tư khá bài bản. Nhờ vậy đảm bảo được chất lượng và được thị trường yêu thích. Vâng thưa bà thì cho biết là hiện nay Hợp tác xã đang trồng những loại rau màu theo tiêu chuẩn an toàn như thế nào được không ạ? Chúng tôi trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến Nông và Sở Nông nghiệp thành phố Hải Phòng. Đặc biệt là 2018 là chúng tôi đã được tiếp cận cái dự án JICA của Nhật Bản là trồng về theo tiêu chuẩn trồng rau an toàn theo tăng cái độ tin cậy của khu vực miền Bắc. Thì trong quá trình trồng và chăm sóc rau, chúng ta sẽ phải tuân thủ theo những quy trình kỹ thuật như thế nào? Thực ra là chúng tôi trồng theo quy chuẩn Việt Gáp thì bắt buộc chúng tôi là phải theo cái quy chuẩn của Việt Gáp, là cái khâu đầu tiên là chúng tôi làm sao là vệ sinh đồng ruộng, và cái thứ nhất là chúng tôi ủ phân bằng sinh học. Đấy, dòng sinh học là từ tất cả là cái thuốc là chúng tôi đều dùng bằng sinh học. Và cái thứ hai nữa là chúng tôi trong quá trình sản xuất là chúng tôi phải theo dõi ghi nhật ký từng ô, từng thừa ruộng là khi nào chúng tôi dùng để gieo xuống vào cái thời gian mà chúng tôi sử dụng cách ly an toàn, độ an toàn cho thì chúng tôi mới sẽ là để theo cái quy chuẩn như thế. Đối với các mô hình trồng rau sạch thì vấn đề an toàn truy xuất nguồn gốc là vấn đề rất quan trọng. Hiện nay hợp tác xã mình đang thực hiện điều này như thế nào ạ? Thực ra là cái truy xuất nguồn gốc thì chúng tôi đã có tem nhãn bao bì. Đấy, thì cái thứ nhất là cái sản phẩm chúng tôi đưa ra là chúng tôi sẽ dán tem và chúng tôi sẽ hướng dẫn, ví dụ là người tiêu dùng sử dụng cái sản phẩm chúng tôi thì cứ vào cái mã QR thì các thị trường bên ngoài, như là những người sản xuất tiêu dùng mà sử dụng thì cứ quét vào đấy là sẽ truy được cái nguồn gốc xuất xứ của Hợp tác xã Thái Sơn. Và chúng tôi cũng đã có là ghi toàn bộ những cái nhật ký và cái từ thửa ruộng, thửa ô, khi gieo, khi trồng và khi chúng tôi đến thời gian chúng tôi thu hoạch. Một trong những diện tích trồng rau sạch mang lại hiệu quả kinh tế cao cho hợp tác xã hiện nay đó là dưa chuột bao tử được nhập khẩu giống từ nước ngoài. Với việc hình thành các hợp tác xã sản xuất nông sản an toàn, các hộ dân ở đây đã có khả năng sản xuất hiệu quả hơn, từ việc đầu tư vào các loại giống cây trồng chất lượng cao cho đến khả năng đầu tư vào các hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, nhà vườn, nhà lưới, đảm bảo điều kiện để phát triển nông sản an toàn. Bên cạnh đó, những người nông dân khi tham gia vào hợp tác xã cũng phải đảm bảo thực hiện các tiêu chuẩn trong quy trình trồng và chăm sóc rau màu. Thường thì một ngày thì chúng tôi sẽ bắt đầu công việc là từ lúc 7 giờ và đến thì chủ nhiệm hợp tác xã sẽ phân công công việc là trong ngày hôm nay là chúng ta sẽ làm những công việc gì và sẽ chia ra công việc cho từng người và bắt đầu là làm việc là từ lúc 7 giờ và đến thì mọi người sẽ chia từng nhà ra để phân công công việc. Nếu mà về thu hái rau thì là sẽ có khoảng 2 người là sẽ thu hái và rau để mang đi giao cho các khu doanh nghiệp. Ở vườn dưa chuột này thì tất cả các sản phẩm dưa chuột này của mình đưa ra ngoài thị trường là đưa vào các cửa hàng nông sản an toàn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ví dụ như là cửa hàng rau tím này, như là các cái cửa hàng thực phẩm nó an toàn trên thành phố như ở trung tâm khuyến nông, các một số cái mặt hàng trên trung tâm khuyến nông người ta cũng sẽ giới thiệu đây. Tuy nhiên, hiện nay hợp tác xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc mở rộng các mô hình sản xuất rau an toàn, năng suất của các vườn trồng chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường, nên tạm thời mới chỉ cung cấp được thực phẩm chính cho 3 công ty đã ký kết trước đó.
Mặc dù các sản phẩm rau sạch đạt tiêu chuẩn an toàn, nhưng việc có một thương hiệu thực sự trên thị trường cũng như đảm bảo sản lượng định kỳ vẫn đòi hỏi doanh nghiệp phải phát triển thêm. Được sự giúp đỡ của các ban ngành, đặc biệt là ví dụ như chẳng hạn là Ủy ban xã Tú Sơn, rồi Trung tâm khuyến nông thành phố Hải Phòng, Sở Nông nghiệp, rồi là Phòng Nông nghiệp huyện Kiến Thụy, Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy thì cũng giúp đỡ hỗ trợ chúng tôi là tìm những cái liên kết đầu ra. Và khi cái tầm quan trọng của chúng tôi trồng thế như này thì chúng tôi thấy rau của chúng tôi an toàn, thì cái tầm quan trọng là cái cây, ví dụ như tôi nói đơn giản như một cái cây một cái cân rau cải xanh chẳng hạn, nếu như mà ngoài thị trường có khả năng chỉ 4-5 nghìn một cân, hoặc thời cũng có thời điểm lên 7 nghìn, nhưng chúng tôi là ổn định là ví dụ chẳng hạn chúng tôi cứ giao được 15 nghìn một cân, thì chúng tôi thấy là cái sản phẩm chúng tôi làm ra là nó cái giá nó là ổn định thì chúng tôi an tâm sản xuất. Là một quốc gia nông nghiệp sản xuất ra nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản có kim ngạch xuất khẩu thuộc hạng cao trên thế giới, tuy nhiên phần lớn nông sản của Việt Nam vẫn xuất khẩu dưới dạng thô, sơ chế nên giá trị sản phẩm còn thấp, khó cạnh tranh được với các nước trong khu vực. Mặc dù nhiều sản phẩm đã được biết đến rộng rãi ở thị trường trong và ngoài nước, nhưng vẫn còn rất nhiều hàng hóa nông sản của nước ta chưa xây dựng được thương hiệu, chưa có logo, nhãn mác. Nhiều loại nông sản được bán ra thị trường thế giới thông qua các thương hiệu nước ngoài. Do đó, người tiêu dùng nước ngoài vẫn còn chưa có khái niệm rõ ràng và đầy đủ về hàng nông sản mang thương hiệu Việt Nam. Đây là một sự yếu kém, thua thiệt lớn của hàng xuất khẩu Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đối với các doanh nghiệp nước ngoài, nông sản Việt Nam còn bị coi là nguồn cung giá rẻ, số lượng lớn chứ không phải là một nguồn cung chất lượng cao, ổn định và bền vững. Chính vì vậy, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn cần phải gắn với việc liên kết tiêu thụ sản phẩm, cũng như thực hiện truy xuất nguồn gốc. Đây cũng là nội dung chính của Diễn đàn Khuyến Nông A Còng Nông Nghiệp mới được tổ chức thời gian gần đây tại Hải Phòng. Trong khuôn khổ của diễn đàn, các vị đại biểu đã đến tham quan mô hình sản xuất của Hợp tác xã Dịch vụ Chăn nuôi Thái Sơn tại huyện Kiến Thụy. Tại đây, mọi người đã được giới thiệu về các loại nông sản an toàn mà hợp tác xã đang kinh doanh. Ngoài các mô hình nhà màng, nhà lưới để đảm bảo chất lượng rau màu, hiện nay đơn vị đã thực hiện truy xuất nguồn gốc của nông sản qua các mã QR code. Việc này giúp nâng cao khả năng nhận diện và giá trị nông sản khi đưa đi bán tại các siêu thị và thị trường lớn.